xả gừng của mình. Đây các bạn nhé, món gà hấp xả gừng của mình hôm nay đã hoàn thành này. Thành phẩm của mình đây nhé các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy rất là đẹp này, rất ngon này, mùi thơm rất là quyến rũ luôn á. Chắc chắn món này ăn sẽ rất là ngon vì mình đã ăn nhiều lần rồi. Thì chúc tất cả các bạn vào bếp làm thành công món gà hấp xả gừng nhé. Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh ẩm thực 365 nha. Hôm nay mình quay trở lại với các bạn là mình làm món đùi gà hấp xả gừng. Để làm được món đùi gà hấp xả gừng thì nguyên liệu của mình hôm nay gồm có đấy các bạn. Mình mua 1,5 kg gà này, có 3 cái đùi này. Đùi mà đùi lớn luôn các bạn nhé. Mình đã rửa sạch rồi này. Rửa bằng nước muối các bạn nhé. Rất là sạch sẽ này. Giờ chỉ có việc ướp nữa thôi. Ở đây là mình có hành này, hành tươi và hành củ các bạn nhé, sả này, ớt, tỏi, hành tím và gừng này. Gia vị của mình hôm nay gồm có đây, mình có gần 1 muỗng đường này, 1 muỗng cà phê nghệ. Mình muốn gà đẹp hơn, màu nó tươi hơn, sáng hơn thì mình cho 1 muỗng bột nghệ vào nhé, 1 muỗng cà phê thôi. 1 muỗng hạt nêm từ thịt này, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng mắm. Giờ thì mình mời tất cả các bạn cùng với mình vào bếp này làm món gà hấp này. Giờ mình đập sả này. Bây giờ mình cắt sả các bạn. Cắt sả xong rồi băm nhuyễn nhé. Sả mình đã băm xong các bạn nhé. Giờ mình đập tỏi, hành này, ớt rồi mình băm nhuyễn luôn này. Hành, ớt, tỏi mình đã băm xong nè. Rồi mình bỏ chung đi luôn các bạn. Thì mình xắt miếng ra nè. Và mình dùng cái búa mình đập dập thế này các bạn. Rồi để tí nữa mình hấp nè. Giờ mình cắt hành nè. Đó, mình cắt hành củ ra một nơi và mình để hành lá lại này. Giờ mình cắt hành lá này. Hành lá mình cắt xong nè. Bây giờ mình trộn hết gia vị vào các bạn nhé. Sả, ớt, tỏi này, hành này, bột ngọt, đường, tiêu, hạt nêm, nghệ. Các bạn mà bạn nào ăn được nghệ thì bỏ nghệ nhé, còn bạn nào không ăn được nghệ thì thôi không sao nhé. Mắm này, rồi mình trộn đều gia vị lại này. Bây giờ mình khứa thịt nha. Đó, để tí nữa mình ướp gia vị cho gia vị nó ngấm vào này. Và ở phía sau đó, thì mình lột cái da lên đó, để cho khỏi rách cái da các bạn ạ, không có đẹp. Đây. Đó, giờ mình ướp da lại này.
Ở bên này cũng vậy các bạn. Cái đoạn nào mình rạch mà không bị đứt da các bạn thì mình rạch này. Đó. Rồi, phía sau thì các bạn cứ thế các bạn làm nhé. Các bạn lột cái da lên để không bị rách da nhé. Thì nhìn khi mình hấp xong thì mình nhìn thấy cái da nó vẫn đẹp, vẫn nguyên. Nhưng ở trong thì ngấm hết gia vị nhé, ăn đậm đà mà ngon này. Đó, đây khi các bạn bọc lại thì vẫn bình thường đó, nhưng mà khi ăn thì vẫn đậm đà, vẫn ngon đó. Rồi các bạn cứ thế làm cho hết nha. Đây là cái tô gia vị của mình này. Bây giờ mình tiến hành ướp gà các bạn này. Đây, các bạn massage cho đều nhé, cho đều từ trong ra ngoài này. Đó, sau đó thì các bạn để 1 tiếng hoặc 30 phút này. Rồi các bạn hấp thì ngon tuyệt vời luôn. Ở trong này là mình đều nè, mình khứa nhẹ và mình lấy cái nĩa mình châm châm nhẹ các bạn nhé, thì gia vị nó ngấm vào dễ ngấm, ăn nó ngon các bạn. Đó, mình lại lấy cái miếng da lên, mình ướp xong mình lại bọc da lại bình thường, không bị rách da, thì nhìn cái miếng thịt gà của mình nó ngon hơn, nó đẹp hơn, nó hấp dẫn hơn này. Đó, ướp cho đều như thế. Món này thì làm nhanh mà dễ các bạn, dễ làm lắm. Các bạn thử vào bếp làm xem nhé, xem thử là cách của mình chia sẻ thì làm có ngon không này. Mình thì mình cũng đã làm cho gia đình mình ăn rồi, thấy rất là ngon, dễ ăn nữa. Cứ như thế là các bạn làm cho đến khi xong rồi thôi nhé. Cố gắng là đi cái bao tay vào và ướp đều đặn này, xoa massage cho đều này, thì cái gia vị nó ngấm hết vào thịt gà, thì tí nữa mình ăn nó rất là ngon, rất là đậm đà các bạn. Đó, làm như thế các bạn nhé, cho đến khi hết thì thôi nhé. Mùi gà mình đã ướp xong các bạn này, và bây giờ mình để khoảng 30 phút sau mình quay lại mình hấp nhé, các bạn đợi mình nhé. Gà của mình ướp bây giờ đã được 30 phút rồi nè. Thì bây giờ mình chuẩn bị mình hấp nhá. Thì mình cho sả này. Gừng này. Tỏi. Hành. Đây các bạn. Đó. Xong. Mình đã bắc một nồi nước lên nè. Và bây giờ thì mình cho gà lên mình hấp nè. Đó. Kể từ khi nồi nước sôi là mình tính 30 phút các bạn nhé. 30 phút sau này là gà chín này, mình thường hấp là chỉ 30 phút thôi các bạn ạ. Là chín, nhưng mà cũng tùy theo đùi gà nhé. Đùi gà của mình hôm nay lớn thì mình hấp 30 phút này. Còn bình thường mà đùi gà nhỏ nhỏ thì khoảng 25 phút là chín. Đó, các bạn đợi mình nhé. Trong lúc chờ đợi hấp gà thì mình làm dầu hành các bạn nhé.
mình cho hơn một môi dầu vào đây nè. Rồi mình bây giờ mình chuẩn bị làm dầu hành nè. Khi các bạn muốn biết được dầu của mình đã sôi chưa, đã được chưa thì các bạn thử bỏ một cọng hành vào, mà thấy cọng hành mà sôi như thế này này các bạn này là được rồi, là ok rồi nhá. Đó, bây giờ thì mình chế qua hành này, mình chế qua chén hành này. Hành mà mình đun dầu sôi rồi chế vào chén như thế này á thì hành nó rất xanh các bạn ạ, và xanh được lâu này. Các bạn có để đến chiều, từ sáng đến chiều nó vẫn cứ xanh bình thường nhé. Vậy là mình đã được một chén hành mỡ đấy nhé, rất xanh luôn các bạn. Các bạn ơi, gà của mình bây giờ đã được 30 phút rồi này, và các bạn muốn biết được gà đã chín chưa thì các bạn lấy một cái đồ vật gì đó mà ở đầu có nhọn đó, các bạn chích vào, các bạn thấy nước màu trắng mà ra thì là gà đã chín, mà nước màu hồng chảy ra thì là gà chưa chín các bạn nhé. Của mình 30 phút này, gà đã ok rồi này, rất chín rồi các bạn ạ. Bây giờ thì mình tắt lửa và gấp ra dĩa để thưởng thức thôi nha. Màu rất là vàng, rất đẹp luôn các bạn. Mình đã gấp gà ra này, bây giờ mình cho hành mỡ lên các bạn nhé. Đây, có món hành mỡ này thì thơm ngất ngây luôn. Thơm lắm các bạn, hấp dẫn lắm. Đó, món này dễ làm này, nhanh, trong chốc lát liền xong ngay là có một món ngon ngay. Cho gia đình mình có một món mới. Đây các bạn nhé, món gà hấp xả gừng của mình hôm nay đã hoàn thành này. Thành phẩm của mình đấy nhé các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy rất là đẹp này, rất ngon này, mùi thơm rất là quyến rũ luôn á. Vì cái món này là nhà mình làm nhiều lần rồi. Món gà của mình hôm nay là chấm với nước mắm cũng được, và chấm với muối tiêu chanh các bạn này. Muối tiêu chanh ớt này, đấy mình vắt chanh ớt vào này, nhìn rất là ngon và hấp dẫn này. Màu gà vàng ươm luôn nè, các bạn nhìn thấy đã mắt không? Ăn với cơm thì ngon bá cháy luôn các bạn. Các bạn xé ra ăn trộn với bún ăn cũng ngon, ăn với bánh mì cũng ngon. Và con mình thì rất là thích ăn nè. Giờ mình tạm dừng clip lại đây các bạn nha. Và cảm ơn tất cả các bạn đã bớt chút thời gian theo dõi hết clip của mình này. Chúc tất cả các bạn vào bếp làm thành công món gà hấp xả gừng nhé. Các bạn xem clip của mình mà các bạn thấy hay, thấy vui, thấy có hữu ích thì các bạn nhớ nha, đừng có quên là hãy ủng hộ mình bằng cách là tặng mình một lượt đăng ký kênh này, like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem và mọi người cùng xem cùng làm nhé. Các bạn nhớ là ấn cái chuông ở bên cạnh để được xem cái tập mới nhất của mình hàng ngày này. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào ngày mai nha.